Kính chào quý ông bà, anh, chị em. Để lời được lớn lên, đó là cách thức mỗi Kitô hữu chúng ta dấn thân trong thế giới này. Với anh em Đa Minh, nhiệm vụ này được triển khai với chọn lựa, ngợi khen, chúc tụng và rao giảng lời nhập thế. Kính mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi để lời được vang xa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chữa lành con gái ông Giai-rô và người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm. Với phép lạ này, ta nhận ra người không phải là một vị Thiên Chúa xa vời, nhưng đầy tình thương, gần gũi, luôn ở bên con người và chia sẻ nỗi thống khổ và bất lực của con người. Kết quả của phép lạ hôm nay là con gái ông Giai-rô đã sống lại và người đàn bà được lành bệnh và khỏe mạnh. Tất cả chỉ nhờ hai chữ: lòng tin. Lòng tin thực sự đã làm nên phép lạ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi ta duyệt xét lại niềm tin của mình vào Đức Giêsu đang ở mức độ nào. Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục cúi xuống trên nỗi bất hạnh của chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta biết xin Chúa ban cho mình một chút đức tin như ông trưởng hội đường và như người đàn bà kia, để từ đây ta biết chạm đến Chúa với tất cả lòng tin và tình mến. Với lòng chân thành và phó thác, chúng ta xin Chúa nắm lấy đôi tay nhỏ bé của chúng ta và kéo trỗi dậy khỏi những quyến rũ bất chính, những đam mê mù quáng, những tính hư nết xấu, để chúng ta được đổi mới và được sống. Có đức tin vững mạnh mới được ơn chữa lành. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong thời hiện đại ngày hôm nay, với nhiều phát minh rất tân tiến kỳ diệu về khoa học kỹ thuật và y khoa, nhiều người đã tận mắt nhìn thấy nhiều cuộc giải phẫu thành công ngoài sức tưởng tượng của con người. Thế mà có nhiều căn bệnh y học tân tiến phải đành bó tay, nhưng lại có nhiều trường hợp khác, khi người ta được khỏi bệnh mà y học không lý giải được tại sao, mà chỉ nhìn thấy người ta được khỏi bệnh không phải do cách điều trị của các bác sĩ, cũng không phải do thuốc đặc trị. Cụ thể, ở tại Lộ Đức, có rất nhiều bác sĩ quốc tế, gồm cả những người không công giáo, đã khám nghiệm, cứu xét và đi đến kết luận rằng có rất nhiều người được khỏi bệnh một cách ngoại thường. Tin mừng Chúa Nhật 13 thường niên 5B hôm nay ghi lại một dấu chỉ rất rõ ràng về quyền năng của Thiên Chúa được thực hiện cho người có đức tin quả quyết và mạnh mẽ. Đó là người đàn bà mắc bệnh xuất huyết hơn 12 năm. Bà ta tốn rất nhiều tiền của để đi tìm thầy, chạy thuốc, điều trị, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Do đó, bà ao ước muốn được gặp Đức Giêsu để xin người một ân huệ là cho bà được khỏi bệnh. Và đây, thiên đã đến thời, địa cũng rất thuận lợi, thế nhưng nhân lại không hòa. Đó là phong tục người Do Thái thời bấy giờ không cho phép đàn ông nói chuyện với đàn bà nơi công cộng. Cũng theo phong tục Do Thái thì người đàn bà không được chạm đến người đàn ông nơi công cộng, giống như quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân của Khổng giáo ngày xưa bên Trung Hoa đã có ảnh hưởng sang Việt Nam chúng ta. Trở lại vấn đề, theo luật Lê-vi thì người đàn bà trong những ngày của mình mà đụng chạm đến ai hay ai đụng chạm đến người đàn bà ấy thì người đó sẽ bị ô uế. Để tránh việc lỗi luật Do Thái, bà ta chỉ dám đụng chạm đến gấu áo của Đức Giêsu mà thôi.
và bà tin rằng chỉ cần đụng đến gấu áo của Đức Giêsu thì bà cũng được khỏi bệnh. Quả thật, đức tin của bà đã cứu chữa bà. Đức Giêsu quan tâm đến bà nên không sợ dư luận quần chúng, nên người mới hỏi thử rằng: ai đụng chạm đến tôi? Đức Giêsu hỏi bà, đòi hỏi bà phải đối diện với thực chất của việc bà làm. Sau khi bà kể tất cả sự thật, Đức Giêsu liền chữa bà khỏi bệnh và còn cho bà được sự bình an trong tâm hồn. Đó là một hồng ân rất lớn cho bà. Được khỏe mạnh là một nhu cầu quan trọng, nhưng điều này vẫn chưa giải quyết được hết những vấn đề liên quan đến sự sống của con người. Đời sống con người cần có sức khỏe, nhưng khỏe mà thôi vẫn chưa đủ. Hơn nữa, xét cho cùng, người ta đâu có khỏe được mãi, và có rất nhiều phận người sinh ra đã mang tật nguyền rồi. Đức Giêsu nói, lòng tin của con đã cứu con. Động từ cứu ở đây còn vượt xa hơn phép lạ hết bệnh rất nhiều. Đức tin còn đem đến phép lạ cho người chết sống lại. Viên trưởng hội đường Do Thái trong bài tin mừng hôm nay đã bày tỏ đức tin vào quyền năng của Đức Giêsu. Ông đến xin Đức Giêsu một ân huệ là cho con gái của mình đã chết được sống lại. Đức tin của ông khiến Đức Giêsu làm phép lạ phục hồi sự sống cho cô bé. Đức Giêsu nói: "Này bé, thầy truyền cho con trỗi dậy đi." Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, để một phép lạ hay lời cầu xin được thành toàn, cần hai yếu tố, đó là quyền năng của Thiên Chúa và niềm tin của con người vào Thiên Chúa. Yếu tố đầu tiên không còn là vấn đề, vì Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban ơn cứu giúp cho con người vì tình thương vô biên của Ngài. Vì thế, điều quan trọng là con người có đủ niềm tin hay không. Thật vậy, mỗi lần Đức Giêsu chữa bệnh thành công cho một người nào đó, Ngài không nói, ta đã cứu chữa con. Nhưng mà Ngài nói, lòng tin của con đã cứu chữa con. Thiếu đức tin về phía con người, dù Chúa có muốn cứu giúp, Ngài cũng không làm được. Như trường hợp Ngài về Nazareth, quê hương của Ngài, Ngài đã không biểu lộ quyền năng của Ngài được vì dân chúng thiếu đức tin, cho dù dân ở đây đều là người cùng tôn giáo với Ngài. Khi con người có đức tin, cho dù là người ngoại giáo, Đức Giêsu vẫn thực hiện nhiều phép lạ. Khi có đức tin mạnh mẽ, thì điều chúng ta mong muốn sẽ thành hiện thực. Gương của Thánh Phêrô khi ông đi trên mặt nước cho chúng ta thấy rõ, sở dĩ ông làm được chuyện đó là vì ông tin vững chắc rằng ông sẽ làm được với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nhưng đang đi trên mặt nước ngon lành, bỗng thấy gió thổi mạnh, ông liền nghi ngờ, thế là ông bị chìm xuống ngay lập tức trước mặt Đức Giêsu. Điều ấy cho thấy rõ ràng ông đi được trên mặt nước là vì ông tin vững mạnh, nhưng khi ông bị chìm xuống là vì lúc ấy ông nghi ngờ về niềm tin. Như vậy, có thể nói không phải ông đi trên mặt nước mà đi trên đức tin của mình. Và đức tin của chúng ta chính là mặt đất để chúng ta bước đi trong đời sống tâm linh của mình.
Sở dĩ chúng ta cầu xin, ước nguyện mà không thành hiện thực là vì chúng ta thiếu niềm tin tưởng và tin chưa đủ mạnh. Vì đức tin của chúng ta nhiều khi chỉ được hô lớn ngoài môi miệng mà thôi. Đó là thứ đức tin bằng lời nói, chứ không phải đức tin bằng hành động. Nếu có đức tin thật sự và vững vàng, chúng ta sẽ có một sức mạnh tinh thần rất đáng kể, và đời sống của chúng ta chắc hẳn sẽ được đổi thay theo chiều hướng rất lạc quan. Sự tự tin vào bản thân mình của người Kitô hữu được xây dựng trên niềm tin vững chắc vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Người có đức tin vững mạnh và vững vàng không chỉ tin bằng lời nói mà tin bằng hành động thực tế. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vì bản chất Thiên Chúa là tình yêu. Ngài không thể không yêu thương, không thể lãnh đạm với những nhu cầu khẩn thiết của con người một cách chính đáng. Và tình yêu của Thiên Chúa là thứ tình yêu đầy quyền năng, không có sự gì mà Ngài không làm được. Vì thế, khi chúng ta kết hiệp với Ngài bằng đức tin và tình yêu, thì tình yêu của chúng ta sẽ trở thành một thứ tình yêu quyền năng, có khả năng làm được nhiều điều tốt lành. Như Thánh Phaolô Tông Đồ nói, tôi có thể làm được mọi sự nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi. Tuy nhiên, để có được kinh nghiệm về sức mạnh như Thánh Phaolô, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải từ bỏ chính mình, coi nhẹ cái tôi của mình. Đương nhiên, không phải những người tin vững vàng vào Thiên Chúa thì sẽ được không gặp khó khăn, thử thách, nghịch cảnh hay đau thương. Những thứ này luôn luôn là những dụng cụ Thiên Chúa dùng để thánh hóa những người Ngài yêu thương, kể cả Đức Giêsu Kitô, con của Ngài mà Ngài cũng không buông tha. Vì thế, chúng ta càng vững mạnh trong đức tin thì càng được Thiên Chúa thử thách, để khi vượt thắng được thử thách ấy, đức tin của chúng ta sẽ vững mạnh hơn và chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc nhiều hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phép lạ vẫn xảy ra hàng ngày trong thời đại chúng ta đang sống. Chỉ cần dùng con mắt đức tin là chúng ta có thể nhận ra và chứng kiến phép lạ. Điều mà chúng ta cần có là lời cầu nguyện phải đi đôi với hành động trong đức tin của chúng ta. Bởi vì nếu cầu nguyện mà không có đức tin thì lời cầu nguyện của chúng ta không được Chúa nhận lời. Bằng chứng được ghi lại trong Tin Mừng là khi người Pha-ri-sêu xin Đức Giê-xu một dấu lạ, người từ chối làm phép lạ vì họ không có lòng tin hay chỉ muốn thử người mà thôi. Còn đức tin của người đàn bà loạn huyết và của viên trưởng hội đường là một đức tin quả quyết, vững mạnh, đơn sơ, chân thành và rất khiêm tốn. Là thân phận con người, chúng ta cũng cảm thấy khó từ chối khi có ai kêu cầu đến ta một cách khẩn khoản và khiêm tốn như thế. Vì vậy, bất cứ khi nào Đức Giê-xu làm phép lạ, đều do người ta xin với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Nếu không có đức tin, sẽ không có phép lạ, cũng không được ơn chữa lành. Tất cả những người được thụ hưởng phép lạ của Đức Giê-xu đều có một điểm giống nhau là họ được thúc đẩy bởi lòng tin vào quyền năng của Ngài và lòng thương xót của Ngài. Nhiều khi chúng ta có thái độ như người Pha-ri-sêu
nghĩa là chúng ta ngồi đó há miệng chờ sông rụng, đợi cho Chúa làm phép lạ trước khi chúng ta đặt tin tưởng vào Ngài. Còn Chúa thì muốn chúng ta phải bày tỏ niềm tin trước, rồi Ngài mới hành động. Chúa biết nhu cầu thiếu thốn của con người. Tuy nhiên, nếu chúng ta đóng cửa nhà tâm hồn, thì Chúa cũng đành bó tay. Vì Chúa đã ban cho con người được tự do lựa chọn, và Chúa tôn trọng tự do đó. Nói như vậy, không có nghĩa là khi mắc bệnh, người Kitô hữu không cần đi bác sĩ, cũng không cần uống thuốc điều trị, mà việc đi bác sĩ hay vào bệnh viện nếu cần, chúng ta vẫn tiến hành, nhưng đồng thời chúng ta cầu xin cho được ơn khỏi bệnh. Cách thế Chúa chữa lành bệnh tật con người thông thường là dùng các bác sĩ và thuốc men để điều trị. Và đôi khi Chúa không cần dùng đến bác sĩ hay thuốc men, nhưng Ngài chữa trực tiếp, như trong bài tin mừng chúng ta thấy. Cách thế chữa trị đó được gọi là phép lạ. Như thế, không có việc xung khắc giữa việc đi bác sĩ, uống thuốc và lời cầu nguyện cho được khỏi bệnh. Cả hai phương thế đó đều bổ túc cho nhau để được phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, có những trường hợp người ta vừa đi bác sĩ, vừa uống thuốc, rồi vừa cầu nguyện với đầy lòng tin tưởng mà vẫn không được khỏi bệnh. Như vậy thì phải giải thích điều này như thế nào? Thưa rằng, khi Đức Giê-xu còn tại thế, Ngài có chữa lành bệnh tật thể lý của con người, nhưng mục đích chính của việc Đức Giê-xu xuống thế làm người là để chữa lành bệnh tật thiêng liêng. Như vậy, được chữa lành bệnh tật phần xác là một niềm vui và là một hồng ân. Chúng ta cần phải tạ ơn Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần nhận thức rằng mỗi người phải tuân theo quy luật đi qua tiến trình của kiếp sống con người là sinh, lão, bệnh, tử, để chúng ta có thể chấp nhận giai đoạn cuối của cuộc đời. Trước khi Đức Giê-xu xuống thế cứu chuộc nhân loại, thì tác giả sách Khôn Ngoan đã nhận ra là vì tội ghen tị của ma quỷ mà sự chết về phần linh hồn đã lọt vào thế gian. Do đó, Đức Giê-xu đến để phục hồi sự sống cho linh hồn thiêng liêng của con người. Nguyện xin Chúa thương ân ban thêm ơn đức tin và chữa lành tâm hồn chúng con. Amen. Tràn chứa thắm thiết như dòng sông, rộng lớn bát ngát biển đông. Tình Ngài cao thật cao, như núi chất ngất tầng mây, cho con say sưa niềm vui mới. Trong tay Ngài êm ái luôn bao bọc con mãi. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Tình Ngài như mặt đất
tươi tốt bát ngát rừng xanh như gió quyên hợp trời thay. Tình ngài bao bọc con như tiếng hát mẹ ru, vòng tay thiếu đương ngài như mơ, ôm con lạc bờ vơ mỗi say niềm nhung nhớ. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai, ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Chẳng hề thôi, yêu mến mãi chẳng hề nguôi. Tình ngài như là trăng soi bước lữ khách lầm than, lê bước trong đêm mù cô đơn, đôi tay ngài săn đón theo con từng năm tháng. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai, ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai, ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai, ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng.